Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Trai Phố Núi. Kênh Trai Phố Núi chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Trong video này, Trai Phố Núi đi thăm cái vườn hồng Vành Khuyên mọi người nha. Lâu lắm rồi không ghé thăm cái vườn này rồi. Sai ít rồi mọi người. Cái này xem một chút nhưng góc quay này nhìn hơi tối. Anh em không rõ, mọi người không rõ được. Đây là chồi mọc khá dài đấy, 60. Đợt trước mình phun trừ cỏ là gốc xung quanh gốc ấy sạch hết cỏ, bón phân nữa nên là những chồi non mọc nhé. Mình định không cho phân đâu nhưng mà thấy một số cây nó có vẻ thiếu dinh dưỡng. Nhìn màu xanh nhạt nhạt này, không xanh thẫm à. Như đợt trước có chia sẻ của mọi người mà không bón phân thì nó giữ quả, nhưng mà không phải. Tùy từng cây đấy, có cây không được nhé. Có cây cây nó rụng hết quả, không có chất dinh dưỡng thì nuôi quả rụng hết luôn. Chắc là năm ngoái thì mưa nhiều quá mình không bón phân nên là nó không rụng quả thôi, nhưng cây bón phân là rụng hết quả. Cây sai ít thì có vài quả thôi. Bờ 034 nó phát triển kém lắm cây này. Rất là nhũ trồi này. Cây này thì phát triển một chút rồi. 3 năm rồi đấy. À đó, đúng rồi, 3 năm. Cây hồng bây giờ ra trồi kìa. Cây cũng có một chút quả cũng ra trồi, mọc trồi chứ. Quay này hơi tối. Những cây ra chồi chắc là phun lại. Có một số quả thôi, ít thôi. Tối ạ. Chồi non lại phải phun. Phun cả sâu với lại rồi thán thư nữa chứ. À, cái này sai một chút này, được mấy quả, vài quả chơi chơi. À, góc quay này hơn, rõ hơn đúng không? Đây chồi mọc nhiều chưa, khá nhiều đấy. Úi, cây này sẽ ít quả to đấy. Gió. Xem mấy cây bên này nào. Cây bắt đầu mọc chồi rồi. Cây có vẻ vẫn thiếu chất dinh dưỡng hay sao? Đầu bùng lụa. Quay thiếu sáng à. Nhìn không rõ rõ gì cả. Mình sẽ xuống dưới quay. Quay ngược trở lên. Trói không? Vẫn hơi tối. Ơ, cái này bị sao bị chết đây.
biết sao không? Ui, măng mặt vàng rực, chín rồi, thu hoạch được rồi, cây này bẻ được rồi đấy. Cây có măng mặt cần 4.000 rồi à, thế mọi người thu 4.000 5.000 gì đấy. Cây ngọt thế. Cây kia nữa kìa. Năm nay ra hoa trong lúc hạn hán nên là quả cây gì cũng đậu luôn, nhãn cũng đậu chữ, măng mật đậu chữ, măng mật năm ngoái cũng đậu rồi, năm nay cũng vẫn đậu. Chưa thấy năm nào 2 năm liên tiếp măng mật xanh chữ này, năm mình nhẵn chữ kìa. Ngày tối về nhắn từ lúc trồng đến bây giờ chưa độ gần mấy chục năm rồi, đến năm mới đậu quả lần đầu tiên. Đây có cành cành nhị chết này, bị còn làm ve sầu chích nó đẻ trứng vào những cành non, cành kia chết luôn. Cây đào trồng rộng không phát triển lắm. Cây trên kia sai một chút này, mọi người thấy không? Zoom vì nó hơi mờ không rõ lắm. Này, cái này. Không nhìn được sắc nét. Cây có một chút. Không đáng kể. Năm có quả rồi. Đây có một tổ ong. Ong này ong ngủ ngày. Đây, trước phát cỏ đây, động vào nó chích cho cái. Ồ, đi rồi sao ấy? Lỗi cắt rồi, đi rồi, đi rồi. Tôi đi rồi nhá. Không biết tại da mình độc hay sao nó đốt rồi. Sưng mấy ngày, cái chỗ kia còn bị thối đi cơ. Cây có vẻ xanh đậm ấy, chuẩn bị mọc chồi. Quả bị dị dạng này. Dị dạng. Không thể. Tối tối thì góc này. Góc nó bị tối. Thiếu sáng. Cây này yếu này. So với cây bên này này. Thì giữa phân bón đầy gốc. Đây cũng trồng rộng phát triển yếu lắm, đào gốc phải trồng những cây to to mới đào về, nó phát triển này kém. Cây này cũng vậy này, cây này sang năm mới cho quả thôi, cây năm này rụng hết quả, cho khá nhiều đấy mà rụng hết quả, không bón, nghĩ không bón phân rụng hết quả. Cây này rụng hết quả mới bón những cây bên trên này. Năm của hạn, hạn quá. Cây này không có quả nào luôn. Đây đất toàn xoài đá. Toàn này này. Cây khô, nắng quá thì khô quá.
Ôi, thăm vườn thế thôi. Vườn này tôi chuẩn bị để phun thuốc rồi. Phun sâu với dày tháng tư nữa. Video dừng ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy nhấn like video, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.